Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội báo toàn quốc 2024 với chủ đề Báo chí Việt Nam tiên phong đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân. Đến dự khai mạc có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo các bộ ngành trung ương và các địa phương, các nhà báo lão thành cùng đông đảo người làm báo, công chúng báo chí cả nước. Phát biểu khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2024, ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, đây là ngày hội lớn của báo giới và công chúng cả nước, là hoạt động chào mừng thành tựu đổi mới và phát triển của đất nước và thành phố Hồ Chí Minh. Trong 3 ngày từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3, Hội báo toàn quốc năm 2024 sẽ mang đến cho công chúng và các nhà báo, hội viên nhiều hoạt động nghiệp vụ chất lượng, tính chuyên sâu và tính thực tiễn cao. Các hoạt động triển lãm, trưng bày các chương trình văn hóa, văn nghệ phong phú. Hội báo toàn quốc là dịp tôn vinh những thành tựu to lớn và sự phát triển mạnh mẽ, tinh thần đổi mới sáng tạo, nghị lực vươn lên mạnh mẽ, tinh thần cống hiến và tính trách nhiệm cao của báo chí Việt Nam, giáo dục truyền thống, khích lệ niềm tự tôn, lòng tự hào về truyền thống 99 năm lịch sử báo chí cách mạng và khơi dậy khát vọng sáng tạo, đổi mới và cống hiến của đội ngũ nhà báo, hội viên. Phát biểu tại hội báo, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cơ quan báo chí, các cấp hội nhà báo cần tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo, tổ chức triển khai có hiệu quả các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới. Các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, về chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, các quy định đạo đức nghề nghiệp và quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, trong đó nhấn mạnh. Báo chí vừa phải nghiên cứu lý luận, vừa phải tổng kết thực tiễn, truyền thông, chính sách, vừa tiếp tục giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Báo chí phải thực sự trở thành cầu nối giữa Đảng, nhà nước và nhân dân, là người tuyên truyền, hướng dẫn, cổ vũ nhân dân thực hiện đường lối chính sách của Đảng và nhà nước, đồng thời là diễn đàn xã hội rộng rãi để phát huy dân chủ, phát huy những giá trị văn hóa tiến bộ hiện đại, giàu bản sắc dân tộc, diễn đàn để nhân dân tham gia công việc của đất nước. Trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc năm 2024, lần đầu tiên diễn đàn báo chí toàn quốc được tổ chức với 10 phiên thảo luận về các chủ đề trọng yếu có tính cấp bách của nền báo chí cách mạng Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi số. Với sự tham dự của hơn 60 diễn giả là các nhà báo dày dặn kinh nghiệm trong nước cùng các chuyên gia truyền thông quốc tế uy tín, diễn đàn sẽ có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ và tác động đa chiều đến các cơ quan báo chí, các nhà báo, hội viên trong cả nước. Bên cạnh đó là hoạt động trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP với 70 gian hàng của các địa phương trong cả nước, các buổi giao lưu, tọa đàm báo chí, biểu diễn văn nghệ, hoạt động tương tác, trải nghiệm dành cho công chúng.